Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì đã có 6 trên 11 quốc gia ký hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, bao gồm Mexico, Nhật Bản, Canada, New Zealand, Singapore và Australia. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra thì Chủ tịch nước Việt Nam đã trình Quốc hội xem xét để chuẩn bị cho việc phê chuẩn hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Theo đó, khi mà Việt Nam gia nhập CPTPP chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ gặp phải không ít thách thức. Để tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức, đòi hỏi chính phủ và bản thân các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực rất lớn. Tất cả sẽ có trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Sáng ngày 2 tháng 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Chủ tịch nước cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và ủy quyền của Chính phủ, ngày 8 tháng 3 tại Chile, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan cùng với Bộ trưởng phụ trách kinh tế của 10 nước. Sau khi ký, các nước tiến hành thủ tục pháp lý trong nước, bao gồm việc phê chuẩn hiệp định theo quy định của pháp luật nước mình để có hiệu lực. Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP, nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ để đảm bảo cân bằng về quyền lợi và nghĩa vụ của các nước thành viên trong bối cảnh Mỹ rút khỏi TPP. Dự kiến ngày 12 tháng 11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Bên hành lang Quốc hội cũng như là thảo luận tại nghị trường, đa số đại biểu tán thành sự cần thiết phê chuẩn Hiệp định CPTPP và cho rằng đây là Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới và khá toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay. Việc tham gia Hiệp định này giúp Việt Nam có nhiều cơ hội nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường. Tại buổi thảo luận ở hội trường Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan, nhiều ý kiến nhận định CPTPP là Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới chất lượng cao và khá toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay. Việc tham gia Hiệp định này là động lực giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường để ứng phó các tác động của kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp với chiều hướng bảo hộ thương mại gia tăng của các nền kinh tế lớn, đồng thời là cơ sở gia tăng sự tin cậy, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam thúc đẩy đàm phán, ký kết thành công các hiệp định thương mại tự do khác. Đây là cơ hội tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, cơ hội có thêm việc làm cho người lao động, cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Đây cũng là cơ hội để đa phương hóa các quan hệ kinh tế quốc tế, đưa nền kinh tế nước ta thoát khỏi tình trạng phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường, bảo đảm sự phát triển tự chủ và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, xung đột và chiến tranh thương mại leo thang thì những cơ hội này càng quý giá. Đồng thời các đại biểu cũng đồng tình và cho rằng cũng như TPP, CPTPP được coi là một hiệp định thương mại tự do FTA tiêu chuẩn cao với những tiêu chí khắt khe không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại mà còn xử lý những vấn đề mới phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy đây là cơ hội tốt cho Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách thể chế. Đây mới chính là những lợi ích lâu dài mà CPTPP mang lại cho Việt Nam. Thứ nhất là báo cáo thuyết minh của chính phủ đã chỉ ra khá nhiều những thuận lợi khi Việt Nam tham gia CPTPP. Tuy nhiên một vấn đề đặc biệt vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn nhất đối với Việt Nam ở góc độ quốc gia, đó là cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và minh bạch. Theo tôi, đây mới chính là lợi ích lâu dài mà chúng ta tham gia CPTPP. Thêm vào đó, một số đại biểu đã chỉ ra cơ hội đến từ những thách thức. Theo đó, đại biểu Hoàng Văn Cường, Hà Nội chỉ ra thách thức lớn đối với hàng hóa Việt Nam, đó là quy tắc xuất xứ hàng hóa. Ngành dệt may được cho là ngành có lợi thế, nhưng trên thực tế nguyên liệu xuất xứ của Việt Nam lại không nằm trong khối này, nên việc tính tiêu chí xuất xứ của nhiều sản phẩm dệt may không đủ điều kiện để tham gia vào khối. Vấn đề đặt ra là Việt Nam phải có lộ trình chủ động nguyên liệu trong nước hoặc nhanh chóng chuyển từ nhập nguyên liệu từ các quốc gia khác sang nhập nguyên liệu từ các nước tham gia Hiệp định CPTPP để đủ điều kiện quy tắc xuất xứ. Như vậy đây chúng ta thấy chính là một cái yêu cầu nhưng đồng thời cũng là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta thu hút các cái nhà đầu tư vào đầu tư trong nước để sản xuất những cái yếu tố nguyên liệu tạo ra một cái chuỗi giá trị khép kín trong sản xuất trong nước.
Đặc biệt, đây là cơ hội tốt giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thêm nhiều thị trường xuất khẩu, thâm nhập được nhiều thị trường mới. Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội đi tắt đón đầu, tiếp cận những công nghệ mới và phương pháp quản lý đi kèm. Cụ thể, Việt Nam được tiếp cận tài chính thương mại toàn cầu, đẩy nhanh hòa nhập quốc tế, thúc đẩy quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, mở ra thị trường mới rộng hơn với khoảng 500 triệu dân. Có thể thấy, theo số liệu năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu của 11 quốc gia này là 10.000 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam xuất khẩu 34,2 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 33,9 tỷ đô la Mỹ, tức xuất siêu 0,3 tỷ đô la Mỹ. So với quy mô đó, Việt Nam mới chiếm 0,68%, dư địa hàng Việt Nam vào các thị trường này rất lớn. Và ngay cả một số cái thị trường hiện nay trong CPTPP như là Canada, Peru hay Mexico là cũng khá lớn, và chúng ta biết là chưa có cái hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, thì doanh nghiệp cũng sẽ được tận dụng cái hiệp định này để đưa hàng hóa sang với một cái thuế suất ưu đãi. CPTPP được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên. Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới, với một thị trường khoảng 499 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội GDP khoảng 10.100 tỷ đô la Mỹ, chiếm 13,5% GDP thế giới. Bên cạnh những cơ hội Việt Nam có được khi tham gia CPTPP, thì những thách thức mà các doanh nghiệp nước ta phải đối mặt cũng không hề nhỏ. Bởi mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng Việt Nam vẫn là quốc gia có năng lực cạnh tranh kém nhất trong khu vực. Khả năng cạnh tranh của phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn hạn chế. Chia sẻ về những thách thức trước CPTPP, đại diện doanh nghiệp này nhận định, câu chuyện cạnh tranh khốc liệt đã hiện hữu khi ASEAN có hiệu lực thời gian qua. Đây cũng là hình ảnh tương lai và thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam trước CPTPP. Khi mà thuế nó giảm, những cái được hưởng được cái ưu đãi đó, thì cái hàng hóa của các cái nước khác trong khối cũng sẽ tràn vào Việt Nam, tạo ra một cái sự cạnh tranh chính trên sân nhà. Đấy, ngay như là hiện nay cái hiệp định ASEAN, thương mại của ASEAN đã có hiệu lực thôi, thì hàng hóa của các nước trong châu Á khi thuế suất bằng không thì đã xâm nhập vào, như từ Thái Lan, từ Indonesia, từ Singapore vào Việt Nam, thì cạnh tranh nhất là đối với hàng may mặc. Cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt không chỉ ở thị trường các nước tham gia hiệp định, mà ngay tại thị trường trong nước trên cả ba cấp độ, sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia. Điều này tạo ra sức ép to lớn trong bối cảnh năng lực cạnh tranh quốc gia và của doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế. Trình độ phát triển của nước ta được xem là thấp nhất trong khối nước CPTPP. Nhưng mà đồng thời nữa thì chúng ta cũng nhập khẩu hàng hóa từ 10 thành viên khác của CPTPP, và chúng ta cũng không được đánh thuế trên những cái hàng nhập khẩu. Có nghĩa là chúng ta có thể tăng được cái cạnh tranh của chúng ta về xuất khẩu, nhưng mà nội địa thì chúng ta gặp cái sự cạnh tranh rất lớn của 10 thành viên khác khi mà họ đổ hàng, họ bán hàng của Việt Nam và họ không phải chịu thuế. Thì đây là một cái vấn đề rất lớn cho Việt Nam. Các FTA cũng đã từng hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội, nhưng phần lợi ích thực sự đạt được của chúng ta còn khiêm tốn. Riêng các lợi ích từ ưu đãi thuế quan, trung bình chúng ta mới chỉ tận dụng được chưa đầy 40% và chủ yếu thuộc về các FDI. Hơn 60% còn lại, vì nhiều lý do khác nhau, đã tuột khỏi tay doanh nghiệp Việt. Bên cạnh thách thức về cạnh tranh, nguồn nguyên liệu của các sản phẩm như dệt may, da giày vẫn là hạn chế lớn của doanh nghiệp Việt Nam khi tận dụng hiệp định. Điển hình đối với dệt may, một khi yêu cầu khắt khe của CPTPP là nguyên tắc xuất xứ. Nguyên tắc xuất xứ được quy định từ sợi trở đi. Cụ thể, nếu muốn hưởng thuế suất bằng 0% khi xuất khẩu thì các doanh nghiệp cần phải chứng minh được nguyên vật liệu sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu hoàn toàn là sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ các nước nội khối tham gia CPTPP. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện khoảng 80% nguyên liệu của ngành phải nhập khẩu, chủ yếu lại từ những nước không tham gia CPTPP như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Trong đó, riêng nhập khẩu vải từ Trung Quốc chiếm 50%. Nhưng thực tế, cái nguyên liệu xuất xứ của chúng ta thì phần lớn nó lại không nằm ở trong khối này. Và như vậy, nếu tính cái tiêu chí về quy tắc xuất xứ thì có khả năng chúng ta sẽ bị nhiều cái sản phẩm dệt may không thỏa mãn các điều kiện để tham gia vào trong khối. Bên cạnh đó, thiếu thông tin, có sự lơ là và chưa có sự chuẩn bị nhiều trước CPTPP cũng là một thách thức lớn. Ở Việt Nam thì cái vấn đề doanh nghiệp Việt Nam chúng ta am hiểu cái pháp luật quốc tế, tôi cho rằng là còn hạn chế. Vậy thì cái vấn đề này sau khi mà ký hiệp định thì nó cần được phải như thế nào? Ngoài cái việc tránh là cái khả năng áp dụng biện pháp trừng phạt của cái khối này ra, thì chúng ta cũng phải nghiên cứu đến cái vấn đề mà những cái biện pháp trừng phạt đơn phương với các nước thành viên ở trong 11 nước này. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái vấn đề cũng cần phải quan tâm. Các chuyên gia kinh tế nhận định,
Văn kiện này đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Trong khi hiện nay những vấn đề này ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, đây cũng là vấn đề cần lưu tâm. Bên cạnh những thách thức đến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng tham gia CPTPP, thách thức lớn nhất của Việt Nam chính là cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và minh bạch. Tại chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Ông Vũ Tiến Lộc, đại biểu tỉnh Thái Bình khẳng định, việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP sẽ mang lại những cơ hội quý giá. Song việc quan trọng là phải xây dựng được các cơ chế bảo đảm nâng cao năng lực của cả chính quyền và doanh nghiệp để có thể hiện thực hóa các cơ hội. Cùng với việc phê chuẩn, tôi đề nghị Quốc hội giao nhiệm vụ cho Chính phủ xây dựng và triển khai chương trình hành động bảo đảm thực thi hiệp định có hiệu quả. Chương trình này, theo tôi, ít nhất phải đáp ứng 3 yêu cầu cơ bản. Một là phải bao gồm đầy đủ các nhiệm vụ xây dựng chính sách, pháp luật cần thiết, không thể chỉ để tuân thủ các cam kết trong hiệp định, mà còn để ứng phó với các thách thức và tận dụng được các cơ hội mở ra. Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội mới chỉ liệt kê các văn bản pháp luật sẽ phải sửa đổi hay ban hành mới theo yêu cầu của hiệp định. Điều đó là cần nhưng chưa đủ. Chúng ta chưa có bất kỳ dự kiến nào về việc sửa đổi hay ban hành chính sách mới hay văn bản không phải do hiệp định trực tiếp yêu cầu, nhưng cần thiết phải điều chỉnh dưới tác động của hiệp định. Theo đại biểu Tô Ánh Vàng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, khi hiệp định CPTPP được phê duyệt thì sẽ có thêm một tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp, tác động sâu sắc tới sự phân hóa về lao động giữa các khu vực kinh tế. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần lý giải những vấn đề nảy sinh về vai trò của giai cấp công nhân để có những chiến lược phù hợp phát huy vai trò của giai cấp công nhân, đảm bảo hài hòa ba lợi ích của công nhân lao động, lợi ích của nhà nước và của doanh nghiệp. Chính phủ phải lý giải những vấn đề mới nảy sinh về vai trò của giai cấp công nhân trong điều kiện mới để có những chiến lược phù hợp phát huy vai trò của giai cấp công nhân. Mặt khác, để hài hòa ba lợi ích của công nhân lao động với lợi ích của nhà nước và lợi ích của giới chủ doanh nghiệp. Tôi đề nghị Chính phủ và các cơ quan giải trình và làm rõ các giải pháp sửa đổi các văn bản pháp lý và chuyển đổi hoạt động phù hợp. Có như vậy, quyền lợi ích, quyền lợi quốc gia, quyền lợi của người lao động mới được đảm bảo, kinh tế xã hội ở Việt Nam mới thực sự bền vững. Cùng với đó, khi tham gia Hiệp định CPTPP, Việt Nam phải đảm bảo nhiều yếu tố như bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu. Đặc biệt, CPTPP có quy định khắt khe về chống tham nhũng. Do đó, việc cải cách môi trường kinh doanh tại Việt Nam càng phải nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên tôi rất hoan nghênh là Quốc hội thông qua. Nhưng tôi rất mong là khi Quốc hội thông qua thì phải là thông qua hay có nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung những luật liên quan như luật về phòng chống tham nhũng, như luật về bảo vệ môi trường, như luật về sở hữu trí tuệ và những các cái cam kết liên quan khác. Nếu không thì khi hiệp định đó có hiệu lực, mà hiện nay thì New Zealand cũng đã thông qua, Malaysia cũng đã thông qua, thì cái hiệp định đó có thể có hiệu lực sớm, thì các doanh nghiệp của các nước đó có thể kiện chúng ta nếu như chúng ta không thực hiện đầy đủ và đúng đắn các cái cam kết. Trước những băn khoăn này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ, trong quá trình đàm phán hiệp định, bằng nhiều biện pháp, Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp về hiệp định này. Khi đàm phán xong, Chính phủ cũng đăng toàn văn hiệp định để người dân và doanh nghiệp góp ý kiến, đồng thời yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá định lượng đối với những chỉ số kinh tế xã hội mà hiệp định CPTPP mang lại. Trong cái quá trình thực thi hiệp định, thì Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành và thường xuyên cập nhật đánh giá cái tác động đến tổng thể cái nền kinh tế của chúng ta cũng như từng lĩnh vực cụ thể để xây dựng các cái giải pháp điều hành một cách phù hợp. Và sau khi mà triển khai, sau khi phê chuẩn cái hiệp định này, thì Chính phủ cũng đã có một cái báo cáo kèm theo trong báo cáo thực thi của giải trình của Chính phủ, trong đó có phụ lục 7, thì cũng đã đưa ra những định hướng cơ bản cho việc thực thi cái hiệp định và tiếp tục sẽ chỉ đạo
Bộ Công Thương cũng như phối hợp với các bộ ngành để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công lộ trình triển khai một cách chủ động. Và các nội dung của kế hoạch mà đưa ra trong cái bản thuyết minh của chính phủ thì cũng là nêu những cái định hướng lớn và sẽ đề ra những cái biện pháp, chương trình hành động cụ thể để mà triển khai cái hiệp định này. Về quá trình sửa luật, Phó Thủ tướng cho biết qua rà soát 265 văn bản đến nay, chính phủ chỉ đề nghị sửa đổi bổ sung 8 luật, trong đó có một luật được thông qua, còn luật phòng chống tham nhũng đang trình Quốc hội thông qua. Trong đó các quy định đã đáp ứng các điều khoản của Hiệp định CPTPP. Các luật còn lại đang được chính phủ tích cực khẩn trương triển khai để trình Quốc hội theo đúng quy định pháp luật. Việt Nam cần phải làm gì để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài? Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lần đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa ông, CPTPP sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018. Vậy ông đánh giá thế nào về cơ hội của Việt Nam khi tham gia vào CPTPP? CPTPP là một hiệp định thương mại quan trọng và tôi nghĩ đây là một bước phát triển tích cực cho Việt Nam. Trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam có thể sẽ giảm được mức thuế quan khi tiếp cận thị trường CPTPP, mở ra nhiều cơ hội cho các công ty trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như lĩnh vực hàng may mặc, da giày, thực phẩm chế biến. Đây cũng là hiệp định tự do, tiến bộ và toàn diện. Toàn diện ở chỗ nó không giống các FTA trước đây là chỉ bàn về vấn đề thuế, cắt giảm thuế quan, mà CPTPP bàn luôn vấn đề đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước, người lao động, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tức là rất toàn diện, còn tiến bộ là không phân biệt giàu nghèo. Vì vậy, khi có thêm CPTPP, sẽ có cơ hội mở rộng việc cắt giảm các dòng thuế nhiều hơn, từ đây sẽ tác động đến phát triển kinh tế. Theo dự báo, xuất nhập khẩu và GDP sẽ tăng sau khi Việt Nam ký kết hiệp định CPTPP. Vậy bên cạnh những cơ hội như ông vừa chia sẻ thì còn có những thách thức gì không ạ? CPTPP là một hiệp định thương mại mang tính toàn diện. Quan trọng hơn nữa, CPTPP bao gồm rất nhiều cam kết liên quan trực tiếp đến thuế quan nhưng có liên quan đến các vấn đề như mở cửa thị trường mua sắm công, sở hữu trí tuệ. Khi tham gia vào CPTPP đối với các doanh nghiệp thì bản thân cơ hội không biến thành lợi ích và đôi khi chính thách thức làm nên cơ hội. Do đó doanh nghiệp hãy tìm hiểu những nội dung liên quan tới ngành từ CPTPP về quy định, thủ tục hải quan, logistics của các nước. Bản thân doanh nghiệp ý thức tự mình vươn lên, nâng cao chất lượng sản xuất, liên kết với nhau. Hơn nữa, nhà nước nên hỗ trợ các doanh nghiệp tạo sân chơi bình đẳng, giảm thiểu thủ tục hành chính để tránh được sự lép vế của doanh nghiệp Việt trên chính sân nhà. Nếu có sự cộng hưởng như vậy, doanh nghiệp Việt sẽ tận dụng tối đa những ưu thế mà CPTPP mang lại. Bên cạnh đó thì với những cam kết trong CPTPP sẽ là phương tiện cơ bản giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tính cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh và chúng tôi hy vọng đây sẽ là tác động tích cực giúp cho Việt Nam phát triển hơn. Vâng, vậy làm thế nào để Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội mà CPTPP mang lại ạ? Việt Nam sẽ đạt được lợi ích từ hai khía cạnh. Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận ưu đãi dưới góc độ thuế nhập khẩu dành cho các sản phẩm có xuất xứ Việt Nam được xuất khẩu sang các nước CPTPP khác. Ngoài ra, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa ở Việt Nam sẽ được hưởng lợi vì các công ty toàn cầu được hưởng ưu đãi đối với sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam khi chúng được xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP khác. Những ưu đãi miễn giảm thuế mà các nước cam kết dành cho nhau bằng cách dỡ bỏ hoặc cắt giảm các hàng rào thuế quan có tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nam thời gian tới. Và những cam kết về thuế này rất phức tạp, cần sự phối hợp rất nhuần nhuyễn giữa nhiều bên liên quan. Tất nhiên, Việt Nam đã có nhiều cải cách trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, điều tôi muốn nhấn mạnh là cần phải duy trì liên tục và đúng với thời gian cam kết. Cần phải có những cải cách trong khối doanh nghiệp nhà nước. Điều này thể hiện ở khối doanh nghiệp nhà nước cần phải tận dụng được lợi thế của mình, ví dụ như năng lực sản xuất và có một vài lĩnh vực đặc thù thì doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn trong quá trình sản xuất để có được sản phẩm chất lượng khi tham gia vào thị trường CPTPP. Việt Nam cần có sự cải thiện nhiều hơn. Ví dụ như thuế, trong quá khứ thì Việt Nam đã ký khá nhiều hiệp định thương mại tự do, đồng thời Việt Nam đã làm khá tốt trong việc tận dụng lợi thế của mình, chuyển thành nguồn vốn đầu tư, trong đó có thu hút trực tiếp hút vốn FDI. Kim ngạch xuất khẩu khá cao trong nhiều lĩnh vực và ngành hàng. Và sắp tới đây, hiệp định EVFTA, CPTPP khi có hiệu lực sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV ạ.
Đến đây thì chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc được thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.